Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online anh em nhé. Và hôm nay mình sẽ làm một video để giới thiệu anh em cái class mới. Class này sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2024 cho anh em, giờ còn khoảng 2 ngày nữa thì chúng ta sẽ có class này. Và đây là class mà anh em hay gọi là hiệp sĩ trắng anh em ạ. Sự kết hợp giữa lính canh và ánh sáng. Chúng ta sẽ tạo ra một class tên tiếng Anh là Paragon. Một số anh em Việt Nam gọi là hiệp sĩ trắng đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ đến với hệ thống kỹ năng của cái con nhân vật này. Và trước tiên mình sẽ nói vào điểm sơ sơ của những cái con nhân vật này nha. Thì đầu tiên thì người ta thiết kế con nhân vật này theo phong cách là sẽ là tăng sức mạnh. Mình sẽ tăng sức mạnh để được hưởng những sức mạnh khác, không phải là theo hướng chí hoặc là nhanh nhạy, chỉ thuần sức mạnh thôi. Được chưa anh em? Vậy là nó sẽ là một class rất là trâu bò. Ngoài ra là lối chơi của nó thì nó phong cách của hơi trâu bò và Thor anh em, mình nghĩ là Thor. Mình gọi là Thor có vẻ là hợp lý. Tại vì cơ bản là nó chỉ có một kỹ năng thôi, một số kỹ năng bị động, còn lại kỹ năng chính thì nó chỉ có một thôi. Và cách hoạt động của nó cũng khá là mới mẻ đối với từ game này. Được chưa anh em? Thì bây giờ mình sẽ đến với hệ thống kỹ năng. Đầu tiên sẽ là kỹ năng bị động của nó trước nhé. Rồi, đối với kỹ năng bị động đầu tiên, chúng ta sẽ biến thành một vị thần ha. Hay là mình có thể làm gọi cho vui vui là mình biến thành thần Thor đi anh em ha. Biến thành thần Thor. Sau đó thì mình sẽ nhận tất cả hiệu ứng phước lành đã học, cải thiện và gây sát thương liên tục đối với những cái kẻ địch xung quanh. Và những cái sát thương mình gây ra nó sẽ chuyển thành sát thương ánh sáng, miễn là anh em cứ gây sát thương nào cho thành sát thương ánh sáng, kể cả sát thương vật lý, được chưa anh em? Thì cơ bản là như vậy. Thì cái này là cái đặc điểm hóa hình của cái lá ánh sáng và của riêng con nhân vật này. Và như anh em để ý trên màn hình thì nó sẽ có ba cái vòng, một cái vòng tượng trưng cho hình cây kiếm màu đỏ, một cái vòng tượng trưng cho quyển sách màu xanh và một cái tượng trưng màu cam, đó là khiên. Thì ba cái hình thái búp sẽ dành riêng cho nó, được chưa anh em? Khi mà anh em biến thành cái dạng này thì anh em sẽ mặc định được nhận cả ba cái hình thái này luôn. Rồi, đến với kêu chủ động thứ hai thì khi mà tiêu hao quyết tâm, hồi chiêu các hiệu ứng ngẫu nhiên và nó sẽ rút ngắn nhận được lợi ích từ phước lành. Nói chung là như vậy. Nói chung là mỗi khi anh em có điểm quyết tâm thì điểm quyết tâm nó sẽ nằm bên cái nhánh gọi là lính canh ha. Anh em đánh quái hoặc là anh em những cái thao tác khác, miễn là anh em làm sao đó có điểm quyết tâm thì nó sẽ hồi chiêu cho những cái kỹ năng thụ động này, những cái búp xung quanh của anh em. Sau đó anh em có thể lựa chọn để sử dụng. Cơ bản là như vậy thôi. Rồi, đến với kỹ năng bị động thứ ba. Đó là một kỹ năng thuộc dạng là cũng hơi thiên hướng bảo vệ và nó cũng có tấn công luôn. Là khi mà cái giáp của anh em vỡ nó sẽ gây ra sát thương xung quanh. Và sát thương này nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng sát thương anh em phải chịu đựng. Có nghĩa là anh em chịu càng nhiều sát thương thì nó nổ sau sẽ càng to, càng nhiều sát thương, được chưa anh em? Và nó rất là hợp với những anh em nào thuần chơi tăng các kiểu. Và class này anh em thấy là họ đã làm theo thiên hướng là tăng cơ rồi. Đấy, nên điều này rất là tốt. Ngoài ra thì tí nó sẽ có một kỹ năng chuyên dùng để nó tạo giáp. Và đây có thể là một lối build giúp cho anh em có thể gây thêm sát thương khá là hay. Và rồi, theo những cái gì tóm tắt á, và đây một class chơi theo phong cách rất là tăng anh em nhé. Vì chịu đau là tôi lên mắt tăng, kiểu vậy đó. Và thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng được một cái búp bất kỳ trong ba thôi, có nghĩa là anh em có thể lựa chọn. Nhưng mà khi anh em biến thành dạng thần, thành Thor á, thì anh em sẽ dùng một lúc ba búp và có những cái kiểu thay đổi combo gây sát thương khác nhau. Để dễ hiểu hơn thì chúng ta sẽ đến với cái phần 2, đó là kỹ năng chủ động, được chưa anh em? Rồi, đến với kỹ năng chủ động đầu tiên, và đây cũng là kỹ năng duy nhất của chúng ta có nếu như mình suy nghĩ đúng anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với kỹ năng chủ động đầu tiên. Và ở đây thì chúng ta có thể nói đây là một kỹ năng gọi là chủ động duy nhất của nó cũng được anh em ạ. Thì khi mà anh em sử dụng chiêu này thì chúng ta sẽ gõ một cái búa xuống và phía trước và gây sát thương. Và cái việc gõ búa mạnh hoặc là thay đổi cái hiệu hình thức hoặc là những cái phong cách đánh thì nó phụ thuộc vào những cái búp. Và cái chiêu này thì khi mà mặc định anh em sử dụng á thì nó chỉ là gõ búa bình thường thôi. Còn những cái chiêu chủ động 2, 3, 4 thì nó sẽ giúp cho anh em thay đổi cái hình thức của chiêu thức này. Anh em hiểu đơn giản là như vậy. Anh em hiểu không? Có một cái kiểu cơ bản là anh em sử dụng búa gõ xuống một cái, còn nếu anh em chọn một trong ba búp thì nó sẽ gõ thứ khác. Rồi, để dễ hiểu thì chúng ta thì đến với chiêu chủ động thứ hai. Thì sau khi mà anh em sử dụng cái búp hoặc là chiêu thức này thì anh em sẽ gọi ra cái búp gọi là búp màu đỏ. Thì cái búp màu đỏ này nó sẽ búp tấn công cho anh em và nó sẽ tăng sát thương kỹ năng phạm vi, loại bỏ các phước lành khác và trong thời gian hiệu lực sát thương sẽ tăng cao và phạm vi của búa nện nó cũng sẽ to hơn. Đấy, đơn giản là như vậy, được chưa anh em? Mình có nghĩa là mình sẽ có ba cái búp xung quanh, nhưng mà mình có thể tăng kỹ năng để chọn riêng một búp đó. Và trong những khi mà anh em giao tranh á, anh em có thể thay đổi sử dụng những cái búp tùy thuộc vào tình huống hoặc là tùy thuộc vào lối build của anh em. Và đối với skill chủ động thứ hai này thì nó vẫn là skill 1, nhưng nó khác ở chỗ là mình sẽ sử dụng cái búp tấn công và sẽ làm cho cái phạm vi nó sẽ tăng cao hơn, rộng hơn, và sau đó thì sát thương nó sẽ to hơn. Rồi, đến với skill chủ động thứ ba thì cũng như mình nói rồi đấy, thì kỹ năng này chúng ta sẽ lấy cái búp hình màu xanh, hình một quyển sách, được chưa anh em?
Và sau khi anh em sử dụng cái phước lành này, nó sẽ gây thêm sức thương cho anh em. Và theo mình nghĩ là về hình sách nên là nó sẽ gây thêm sát thương phép, và sau đó tăng tốc độ di chuyển và định kỳ cầu nguyện thần thánh cho anh em. Và nó sẽ có một điểm rất là hay ở đây, đó chính là tạo ra số lượng đạn. Do anh em người ta ghi rất là rõ là cái chiêu thức này sẽ tạo ra đạn. Nên là nếu anh em là muốn build thì có thể build theo hướng gọi là phân tách, hoặc là đạn nặng, hoặc là cải tiến mũi tên để có thể gây thêm sát thương, cũng như là để nở ra thêm nhiều sát thương hơn. Rồi, và đến với skill chủ động cuối cùng. Thì đây là một kỹ năng, theo nó dịch thì nó sẽ là một skill gây sát thương nhiều nhất. Tuy nhiên thì mới vô thì chúng ta sẽ nhận được khiên định kỳ. Rồi cho anh em, mình sẽ nhận khiên. Mỗi khi anh em sử dụng này thì auto chúng ta sẽ nhận khiên. Sau đó thì khiến kẻ địch chịu nhiều sát thương hơn. Và cái skill này có một cái điểm rất là hay, đó chính là mình vừa nhận được khiên, khiên nổ gây sát thương, thì ngay lập tức đó cái sát thương đó sẽ luôn luôn trúng, không bao giờ hụt được, và nó sẽ luôn luôn chí mạng. Một cái gọi là kỹ năng cũng khá là dị anh em nha. Rồi thì nói chung thì mình sẽ review sương sương cho anh em vậy thôi, tại vì trong cái video giới thiệu clip này không hề có cái clip kiểu như là chơi thử hoặc là video đánh của nhà phát hành game, nên là mình chỉ có thể dịch sương sương này thôi. Tất nhiên nó sẽ có những sai sót, mong anh em thông cảm nha. Rồi chúng ta cùng chờ đến ngày 1 tháng 8 để thử clip này. Theo mình thì đây là một clip tăng cơ khá thú vị, và nó mới mẻ hơn những cái clip khác ở trong game này từng có được cho anh em, vừa có khả năng hồi phục mà vừa có khả năng tạo giáp, và cũng như là cải tiến được một cái chiêu thức của mình. Nghe khá là thú vị, và mình nghĩ là cái collab này cũng dễ chơi và cũng dễ build thôi. Rồi xin phép hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha. Rồi xin phép hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha. Cảm ơn anh em theo dõi.